Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay là mình đến chỗ khu đại đoàn kết ở chỗ mình nhé. Ở đại đoàn kết chỗ mình thì một năm làm một lần vào cuối năm các bạn. Thì trong này sẽ có những cái tác phẩm cũng như là tí nữa mình đi cho các bạn xem này. Thì tiện này có các bạn nhỏ, mình thấy bên con nhỏ đấy. Chào chú nào. Rồi, chào chú nha. Rồi, ok. Thường thường là trong này thì họ sẽ làm những cái tác phẩm của mình, họ trưng bày lên đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đây nè. Ở bên này thì mình không hiểu lắm, mình không hiểu các tác phẩm này ý nghĩa thế nào. Tại vì mình không phải review về tác phẩm, nhưng hôm nay mình đến đây mình thấy đẹp mình quay cho các bạn xem thôi. Thực ra thì mình cũng chẳng hiểu gì việc này lắm đâu. Các bạn nhìn kỹ. Đấy, ở đây thì có những cái ông này là như ông gọi là ông Di Lạc này các bạn. Di Lạc này. Ở đây có cái hay này. Các bạn thấy đây là cục đá các bạn nhá, cục đá thôi, cục đá này. Hình thù gì mình cũng không rõ lắm. Ở đây tượng Di Lạc gỗ hương, tượng Di Lạc, đây tượng Di Lạc các bạn. Đây là Lục Bình Cẩm Lai. Tối nay thì khách đến tham quan rất là nhiều các bạn. Mình tranh thủ lúc này chưa có ai đến, không ồn ào ấy, mình sẽ làm trước. Đây các bạn này. Đây cũng tượng Di Lạc. Nói chung là những tác phẩm này thì đều là của những nghệ nhân ở trên quê hương mình các bạn. Quê của mình ở Phú Yên các bạn nhé, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Thì cứ một năm một lần, các dịp lễ hội nó như là ví dụ ngày hội đại đoàn kết này, rồi kỷ niệm thành lập huyện, hoặc là quốc khánh, hoặc là 34 năm, thì các nghệ nhân đều có những cái gian hàng ở đây rất là đẹp các bạn. Đây các bạn này, thấy có một con cóc rất là đồ sộ luôn các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đây các bạn, mình chỉ biết ở đây là có một cái nấm linh chi. Các bạn thấy là nấm linh chi nè, nấm linh chi có một cái rất là đẹp các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà rất tiếc là mình không đủ tiền mua những tác phẩm này được. Mình view một làm để các bạn xem, cực kỳ sặc sỡ luôn. Các chú đang xét lại cho nó hoàn chỉnh các bạn đó, cứ sắp lên và kê lại nó. Khi nào mà nó hoàn thành thì thôi. Đúng rồi, đây đúng không? Cái này màu đen đen này chú anh. Đây. Đây. Có chữ hết rồi. Có chữ rồi.